Ngày thứ sáu, dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm gần đây. Người đời chấp không, chấp có, lầm sanh kiến giải của chính mình, nên mê muội chẳng giác ngộ. Đức Thế Tôn lập ra giáo pháp là vì muốn cho chúng sanh phá trừ hai kiến chấp ấy, đặc biệt bày ra một pháp môn niệm Phật, mong chúng sanh từ có đạt đến không. Dẫu đắc không nhưng vẫn chẳng bỏ có, thì hai pháp có không sẽ hỗ trợ nhau, được lợi ích rất lớn. Huống hồ là cậy vào nguyện lực của Phật Di Đà. Vì thế, lực dụng của pháp môn niệm Phật vượt trội hết thảy pháp môn khác, làm chỗ quy túc cho hết thảy các pháp môn. Trong đời, có một hạng người tri kiến hèn kém, dạy họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bèn nói, chúng tôi là hạng nghiệp lực phàm phu, làm sao dám mong mỏi vãng sanh Tây Phương? Chỉ cầu chẳng mất thân người là đủ lắm rồi. Thứ tri kiến này là do chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật giống hệt chẳng hai. Nhưng chư Phật tu đức đến cùng cực, tánh đức hiển hiện trọn vẹn. Còn chúng sanh dẫu đủ tánh đức, tròn không tu đức, dẫu có tu tập, nhưng lắm kẻ vì tu hành trái nghịch với tánh, nên đâm ra càng thêm mê muội. Lại có một hạng người tri kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật, liền bảo, ta đã là Phật, cần gì phải niệm Phật? Các ngươi chẳng biết tự mình chính là Phật, thì thường niệm Phật cũng không sao. Ta đã tự biết là Phật, cần gì phải trên đầu lại chồng thêm một cái đầu? Thứ tri kiến này là do chỉ biết đến vị Phật thuộc về Phật tánh sẵn có ngay trong tâm, chưa biết đến vị Phật đã đoạn sạch phiền hoặc viên mãn phước huệ. Hạng người này nếu đã biết tánh tu, lý sự đều chẳng thể thiên chấp, cực lực tu tịnh hạnh, thì sẽ vượt xa hạng người nảy sanh tri kiến hèn kém. Nếu chẳng vậy, sẽ tự lầm, lầm người, vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ, trọn không có kỳ ra. Vì thế, đối với những hiểu biết lầm lạc chấp không, chấp có, kiến giải hèn kém và kiến giải lầm lạc cuồng vọng này, chỉ có riêng pháp niệm Phật là dễ đối trị nhất. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng làm Phật, thì chẳng phải là Phật được. Hai câu kinh văn này chính là vô thượng diệu pháp để phá trừ hai thứ kiến chấp hèn kém và cuồng vọng. Bàn chặt chẽ về ý nghĩa lớn lao trong Phật pháp thì chẳng ngoài chân đế và tục đế. Chân đế một pháp chẳng lập là thực thể được thấy biết bởi thánh trí. Tục đế phô bày trọn vẹn vạn hạnh chính là hành tướng được tu trong pháp môn. Chữ tục ở đây nghĩa là tạo dựng kiến lập, chứ đừng hiểu là thế tục, thô tục. Người học Phật phải viên dung chân tục, một mực cùng hành. Bởi lẽ, vì một pháp chẳng lập, thì mới có thể tu đạo phô bày trọn vẹn vạn hạnh. Vạn hạnh được phô bày trọn vẹn, thì mới hiển hiện được bản thể một pháp chẳng lập. Nay để dễ hiểu, tôi nêu riêng một thí dụ. Bản thể của chân như pháp tánh, ví như tấm gương quý báu tròn lớn, rỗng rỗng rang rang, tròn không có một vật. Thế mà người hồ đến thì bóng người hồ hiện, người Hán đến, ắt bóng người Hán hiện. Hồ Hán cùng đến một lúc thì cùng lúc hiện bóng, ngay đang trong lúc rỗng rang trống rỗng, tròn không có một vật. Chẳng trở ngại gì chuyện người hồ đến, bóng người hồ hiện, kẻ Hán đến, bóng kẻ Hán hiện. Ngay đang lúc người hồ đến, hiện bóng người hồ, người Hán đến, soi bóng người Hán, gương vẫn rỗng rang, trống rỗng, trọn không có một vật. Thiền Tông đặt nặng chân đế, tức là ngay chỗ, vạn hạnh phô bày trọn vẹn, chỉ ra một pháp chẳng lập. Tịnh Tông phần nhiều chú trọng tục đế, tức là ngay nơi một pháp chẳng lập,
chỉ ra chuyện vạn hạnh phô bày trọn vẹn. Bậc trí hiểu rõ lý sẽ tự chẳng thiên chấp. Nếu không, thà chấp có còn hơn là chấp không. Vì nếu chấp có, dẫu chưa ngộ trọn vẹn Phật tánh, vẫn còn có công tu trì. Chứ chấp không sẽ bác không nhân quả, thành ra kiến chấp đoạn diệt, phá hoại, rối loạn Phật pháp, khiến chúng sanh nghi ngờ, lầm lạc, họa ấy rất lớn, chẳng thể tuyên nói được. Chúng ta niệm Phật trước hết phải từ có niệm mà khởi. Niệm đến lúc niệm lặng, tình mất, ắt không những đã không có ta là người niệm Phật, mà cũng không có Đức Phật được ta niệm. Nhưng từng câu từng chữ vẫn rành rẽ, phân minh, chẳng lầm chẳng loạn. Tức là như thường nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm vậy. Niệm mà vô niệm mà niệm, nghĩa là ngay trong lúc đang niệm Phật, trọn chẳng có ý niệm khởi tâm niệm Phật. Tuy không có ý niệm khởi tâm niệm Phật, nhưng lại niệm rành rẽ, phân minh, liên tục. Nhưng công phu này chẳng phải là điều hạng sơ tâm có thể đạt được ngay. Nếu chưa đạt đến công phu vô niệm, mà không chú trọng có niệm, thì khác nào phá nhà để tìm lấy chỗ trống không? Cái không ấy quyết chẳng phải là chỗ để an thân lập mạng được. Các bậc cổ thiền đức, có nhiều vị lễ bái trì tụng chẳng tiếc thân mạng như cứu đầu cháy. Vì thế, Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, ngày làm 108 Phật sự, đêm qua ngọn núi khác kinh hành niệm Phật, huống hồ là kẻ hậu học, chẳng trọng sự tu, tức tu hành về mặt sự, mà hồng thành tựu đạo nghiệp ư. Do đại ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn pháp viên tu nơi mặt sự, thì mới là trung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là đáng thương xót. Liên Trì Đại Sư dạy rằng, chấp sự mà niệm, giữ được liên tục thì sẽ chẳng luống uổng công, được dự vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó có thể tránh được cái họa rớt vào không. Bởi lẽ, sự có công năng kèm cặp lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập. Lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật, cần phải do từ ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không chẳng hai, thì mới có thể trọn thành tam muội, liễu thoát sanh tử. Nếu tự nói ra, ta chính là Phật, chấp lý phế sự, sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự hiển lý. Dẫu hiển lý vẫn chú trọng nơi sự, thì mới được lợi ích thật sự. Ngay như hàng đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Nay là phàm phu mà chẳng tự lượng, coi niệm Phật là tiểu thừa chẳng đáng để tu trì, tương lai quyết định vào địa ngục A Tỳ vậy. Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian. Như thường nói là, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, thì là tội nhân trong Phật Pháp. Người như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, trọn chẳng có lẽ ấy. Vì thế, người học Phật phải là cha lành con hiếu, anh nhường em kính, tự lập mình, lại chu toàn cho người, tự lợi lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của chính mình, dùng chính thân mình đốc suất người khác, rộng tu lục độ vạn hạnh,
để làm gương mẫu cho mọi người. Phải biết rằng, hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Người chẳng tin Phật trong cõi đời giống như người mang cặp kính màu xem xét vạn vật. Thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khác màu mà ra, chẳng thấy được màu sắc thật sự của sự vật. Vì thế, sách Đại học có thuyết, cách vật trí tri. Thật là có lý vậy. Người học Phật chúng ta chớ lầm chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu lầm chấp vào kiến giải của chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, một khi Diêm La đòi mạng mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng muộn rồi. Đời này bạc ác, xã hội rối loạn, thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, yêu người như yêu chính mình, hoàn toàn vì lẽ công, chẳng tư túi thì mới có thể cứu vãn được. Do nhân tâm hòa bình, thế giới tự yên, quốc nạn tự dứt. Hiện tại, mối họa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực sẽ chỉ còn biết đến mình. Con ruột có thể giết cha mẹ, người đời thường hâm mộ cảnh thịnh trị rạng ngời rực rỡ, thiên hạ thái bình đời đường ngu. Cứ thói than thở thời hiện tại suy đồi, lòng người hiểm ác, nhưng xét đến cùng cực, tại sao thành ra như vậy, thì thật sự chẳng ngoài hai chữ, công và tư mà thôi. Đường ngu là thời Nghiêu Thuấn, vua Nghiêu họ là Y hay Y Kỳ, tên là Phóng Huân, xưng hiệu là Đào Đường Thị, sử thường gọi tắt là Đường Nghiêu. Vua Thuấn họ Ngu, tên Trọng Hoa, xưng hiệu là Ngu Thị, sử gọi là Ngu Thuấn. Đây là thời thành trị Tam Hoàng Ngũ Đế theo truyền thuyết Trung Hoa. Công đến cùng cực, ắt thế giới đại đồng. Tư đến cùng cực, thì con giết cha mẹ. Nếu mọi người phá được kiến chấp tư hữu, thì chẳng tàn hại lẫn nhau. Sẽ lại thấy được cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay, chẳng khó khăn gì. Tam đại là ba đời vua thánh theo truyền thuyết Trung Hoa, vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Đại Vũ. Xưa kia, tại Phổ Đà có một vị lão tăng đi đường, chân chợt đụng phải cái ghế, liền đạp đổ cái ghế, lại còn giọng liên tiếp mấy đạp nữa. Thứ tri kiến như vậy đều là do mặc tình ngã mạng, tuyệt chẳng phản tỉnh mà ra. Thứ tri kiến ấy bộc phát lừng lẫy, ắt sẽ dẫn đến chuyện giết cha giết mẹ mà vẫn không hổ thẹn. Trái lại, còn coi đó là công lao. Hiện tại, cơ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo tinh vi. Đại kiếp ngay trước mặt, ai có thể thoát khỏi được? Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bị. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ, tức Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng ấp Bắc phần nhiều cháy tan ra tro, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y là ông Hạ Hinh Bồi chưa bị mắc họa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được Thập Cửu Lộ Quân cứu ra. Thập Cửu Lộ Quân là một cánh quân của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, tương đương với cấp quân đoàn. Tiền thân mang tên Việt Quân Đệ Nhất Sư, tức Sư đoàn Đệ Nhất của tỉnh Quảng Đông. Năm 1926, đổi tên là Quốc Dân Cách Mạng Quân Đệ Tứ Quân, tức quân đoàn thứ tư của quân đội Cách Mạng Trung Hoa Dân Quốc. Khi quân đội Trung Hoa Dân Quốc tiến hành bắt phạt, dẹp tan các tướng lãnh quân phiệt xưng hùng ở miền Bắc Trung Hoa, Đệ Tứ Quân lập rất nhiều chiến tích. Năm 1930, do quân số ngày càng lớn mạnh, nhất là sư đoàn thứ 11 của Đệ Tứ Quân
để giúp cho Tưởng Giới Thạch đánh thắng được Phùng Ngọc Tường và Diêm Tích Sơn, nên đã được đổi thành Thập Cửu Lộ Quân, do đích thân Tưởng Giới Thạch chỉ huy. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở, thì sao mà được như vậy? Đó là do từ khi ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay niệm Phật thật chí thành. Do vậy mà biết, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói, người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ có một mình làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được. Dù có cứu giúp che chở, cũng mệt nhọc khôn xiết. Nào biết rằng, trọn chẳng phải Quán Thế Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm, nên dùng thân nào để cứu độ, thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằng vặc trên không, tất cả mọi chỗ có nước đều hiện bóng trăng. Nước trong ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng trên sông. Trăng ấy là một hay là nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên hư không luôn chỉ là một. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hữu tình cũng giống như thế. Chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa dốc lòng thành, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp che chở. Như một cái ao nước dơ bẩn quá, muốn trăng hiện bóng trong ấy, há có được chăng? Hiểu lẽ này rồi, đại chúng chúng ta niệm Phật, há còn người chẳng chánh tâm thành ý chân thành khẩn thiết hay sao? Tôi không tin. Một đệ tử ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, là ông Diệp Tư Sơ, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm. Một bên núi cao chót vót, một bên là khe sâu thăm thẳm. Tuyết đóng thành băng, con lừa trượt chân, liền rơi xuống khe. Ngang lưng vách núi có một cái cây to, khéo sao rớt đúng ngay cây ấy, không hề hấn gì, nếu không sẽ bị tan thân nát xương. Cây ấy do đâu mà có? Ấy là do Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện vậy. Lại nữa, năm Dân Quốc thứ 17, tức năm 1928, ông Thái Nhân Sơ, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng ngũ kim pha lê ở Thượng Hải. Ông là người cực thuần hậu, chơi thân với ông Nhiếp Vân Đài. Vân Đài dạy ông Thái thường niệm Quán Âm, cốt ý để phòng ngừa bị bắt cóc, tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ, sắp ra về, xe của chính ông đậu ngoài cửa. Bọn cướp cầm súng đuổi tài xế đi, rồi bọn cướp ngồi trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra xe. Lên xe liền chạy đi, mới biết gặp cướp, liền thầm niệm Quán Âm, mong cho xe chết máy, hòng thoát nạn. Quả thật, xe bị bể bánh, xe chạy khật khừ, nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng bị nổ, khiến xe bắt lửa. Bọn cướp xuống xe, cấu kỉnh hướng về phía ông, nã liền 3 phát súng. Nhưng ông Thái chạy 3 lần, né được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng 6 năm đó, ông và vợ cùng đến Phổ Đà quy y. Lại nữa, ông Trương Thiếu Liêm, giám đốc của một hãng ngoại quốc, trọn chẳng tin Phật. Một ngày kia, ngồi xe hơi lái đến chỗ nghỉ mát, hai tên cướp cầm súng đuổi người tài xế đi. Ông Trương nói, các ông lên xe ngồi, sai hắn lái đến chỗ nào là được rồi. Hai tên cướp cầm súng chỉ về phía ông Trương. Ông Trương thầm niệm Quán Âm, lái xe đến chỗ náo nhiệt, chợt có hai người đánh lộn, tuần bộ cảnh sát thổi còi. Hai tên cướp trèo xuống xe, lủi mất. Đấy là vì ông Trương niệm Quán Âm,
nên hai tên cướp mới lầm tưởng là Tuần Bộ đến bắt chúng. Cậu ông ta là Chu Vị Thạch đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh tôi đến nhà cụ, Thiếu Liêm cũng đến quy y. Lại nữa, con ông Lý Cận Đan ở Trấn Hải làm nhân viên buôn bán cho một hãng ngoại quốc, bị bệnh thổ huyết đã 2 năm. Có lúc thổ huyết thình lình, dẫu là lúc không thổ huyết thì trong đàm cũng thường lẫn máu. Một ngày nọ, ông bị bọn cướp bắt. Cận Đan sợ hãi vô cùng, cả nhà niệm Quán Âm cầu cứu, lại thỉnh chư tăng chùa Pháp Tạng trợ niệm. Sau đấy, bọn cướp đòi 50 vạn đồng tiền chuộc. Nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo là không đủ 50 vạn là không xong. Nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn, đầu liền bị nhức buốt. Sau đành chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi ông Cận Đan được bọn cướp thả về, chẳng những không bị thổ huyết, mà ngay cả khạc đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Bệnh dây dưa suốt 2 năm do bị cướp bắt, bệnh được khỏi hẳn. Những sự tích cảm ứng vừa thuật trên đây, quý vị hãy nên tin tưởng sâu xa. Hiện tại, người học Phật khá nhiều, nhưng người hiểu biết Phật Pháp sâu xa quá ít. Trái lại, con người phần nhiều tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền Giang Triết thường đồn rằng, người niệm Phật chẳng được vào huyết phòng, tức phòng đàn bà sanh nở, vì một khi bị mùi máu tanh hôi của bà đẻ suông nhầm, bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế, ai nấy coi đó là chỗ phải tránh né, dù là con gái, con dâu của chính mình sanh nở, đều chẳng dám đến gần. Có kẻ còn né sẵn qua nơi khác từ trước, đầy tháng rồi mới dám trở về nhà. Tập tục này phổ biến rất rộng, cũng đáng lạ thay. Chẳng biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo làm lầm lạc, điên đảo lòng người. Há nên tin bậy ư? Năm Dân Quốc thứ 12, tức năm 1923, con dâu thứ của ông Viên Hải Quán, tuổi đã hơn 50, có chút học vấn, có 2 trai 2 gái. Lúc con dâu trưởng của bà ta sắp sanh, một vị cư sĩ bảo, con dâu sắp sanh trong vòng 1 tháng, không được thờ Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Bà ta nghe xong hồ nghi, vừa may tôi đến đất Hổ, bà bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói, kẻ mù quáng đặt lời đồn thổi, về bảo con dâu bà niệm Quán Âm cho nhiều, lúc sanh cần niệm Phật ra tiếng, bà và những người săn sóc sản phụ, ai nấy đều nên niệm lớn tiếng, thì chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó, và không bị những nạn đau đớn băng huyết vân vân, mà sau khi đẻ xong cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Bà ta nghe nói rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sanh ra, thân rất to, người Hồ Nam sanh con nhất định coi cân nặng bao nhiêu. Đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi, lại là con so, mà người mẹ trọn chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng thể nghĩ bàn. Bình thường niệm Phật, niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, tắm gội, đều nên niệm thầm. Nhưng lúc sanh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc sắp sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải chú ý điểm này. Phải biết, Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ có điều là con người có lòng kiền thành hay không mà thôi. Vị cao tăng đời Minh là Ngài Thọ Xương Huệ Kinh Thiền Sư, lúc sắp được sanh ra khá khó khăn. Ông nội Ngài đứng ngoài phòng sanh, vì con cháu niệm kinh Kim Cang để cầu được dễ sanh. Cụ vừa mới mở miệng niệm xong 2 chữ Kim Cang, cháu liền được sanh. Ông nội bèn đặt tên cho cháu là Huệ Kinh. Lớn lên quy y và xuất gia, đều chẳng lấy tên nào khác. Ngài là vị cao tăng lỗi lạc thời Vạn Lịch, tức đời Minh Thần Tông,
1573 đến 1620. Do đây, gẫm xem thì biết là Phật Pháp có ích cho cõi đời cũng lớn lắm. Niệm Quán Âm Bồ Tát vào lúc sanh sản có lợi ích như thế đó, há nên bị tà thuyết mê hoặc mà chẳng tín phụng Ngài ư? Người đời ăn thịt đã thành thói quen, nên biết bất cứ loại thịt nào đi nữa cũng đều có chất độc. Vì lúc con vật bị giết, hận tâm oán khí ngùn ngụt, người ăn vào tuy chẳng đến nỗi mất mạng ngay lập tức, nhưng tích tập lâu ngày sẽ trở thành ghẻ chốc tật bệnh. Những phụ nữ trẻ tuổi, nếu vừa nổi nóng xong cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết, là vì sự nóng giận khiến cho sữa trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ, trí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, thịt chúng há có thể nào chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói, một phụ nữ Âu Tây tánh tình nóng nảy quá mức, ngày nọ vừa nổi nóng xong cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi, bèn đem sữa đi xét nghiệm, thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây, có một bà cụ đến quy y. Tôi bảo cụ ăn chay, vì thịt có chất độc, và kể chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc, làm chết hai đứa con. Bà cụ ấy bảo, bà ta cũng có hai đứa con, cũng bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược, mang rợ, cứ hễ trái ý, liền đánh vợ nhừ tử. Con thơ trông thấy òa khóc lên, bà liền cho con bú, đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú lúc nóng giận mà chết mất một đứa. Đủ thấy con nít trong đời bị trúng sữa độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên, cho đến cụ bà kia xác nhận, mới thấy thật minh bạch. Vì thế, phụ nữ cho con bú sữa mẹ, chớ nên nổi nóng. Nếu như đang giận dữ quá mức, thì hôm ấy đừng cho con bú. Cần phải đợi đến hôm sau, tâm trạng lắng dịu. Lúc hết cơn giận hờn, thì mới cho con bú không ngại gì. Nếu ngay hôm đó cho con bú, rất có thể làm chết con. Nếu không chết ngay, rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng, trâu, dê, vân vân, lúc bị giết, tuy chẳng nói được, nhưng độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng, cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thương mình, cố nhiên, phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời sau. Vì thế, phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý, lấy đó làm chứng, cần biết rằng, khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc, mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào mắt, vào thân trẻ nhỏ, cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta, trong sách thuốc có nói đến điều này hay không? Ông ta đáp, không biết. Trong thế gian, chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét, thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, viết ô mai 2 trái, hồng táo 2 trái, hồ đậu vài hạt. Tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi, viết bấy nhiêu hạt, như 10 tuổi, viết 10 hạt, 20 tuổi là 20 hạt, xếp thành gói. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay, nam bên trái, nữ bên phải, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. 100 lần áp dụng, 100 lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa,
chẳng phải chú mà trị lành được bệnh ngặt, há có thể vận dụng lý thông thường để giải thích chăng? Sự thể trong thế gian đều khó có thể nghĩ bàn cả. Như mắt thấy tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được, thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng lại nghĩ bàn được. Có những sự có thể nghĩ bàn, nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, há nên dùng lẽ thường tình để suy lường ư?